Sáng ngày 8 tháng 12 năm 2023, Vietnam Airlines tổ chức lễ khai trương đường bay thẳng Perth, Úc đi thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay mang số hiệu VN790 với hơn 300 hành khách. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Perth cùng các đại diện của Sở Du lịch bang Tây Úc và sân bay Perth đã tham dự sự kiện và cắt băng khai trương, tặng hoa cho tổ bay. Đây là thành phố thứ 3 của Úc mà Vietnam Airlines khai thác bằng đường bay thẳng từ Việt Nam sang Sydney và Melbourne với tần suất khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần, lịch bay cụ thể như sau. Các chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh khởi hành vào lúc 15:50 các ngày thứ 2, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Các chuyến bay từ Perth cất cánh vào lúc 00:50 các ngày thứ 3, thứ 6, chủ nhật hàng tuần. Với đường bay mới này, Vietnam Airlines nâng tần suất khai thác lên 23 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần giữa Việt Nam và Úc, tương đương trung bình hơn 3 chuyến bay khứ hồi một ngày. Sự kiện khai trương đường bay trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Úc không chỉ khẳng định cam kết lâu dài của Vietnam Airlines với thị trường Úc, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai nước giao lưu văn hóa, kinh tế với những chuyến bay an toàn, đẳng cấp. Hẹn gặp lại các bạn trên các chuyến bay sắp tới!